mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taiko. Có khách hàng hay hỏi đó là cái bàn nâng một trụ thể lực này có bao nhiêu loại bàn nâng. Câu trả lời đó là có 4 loại bàn nâng. Thứ nhất là bàn nâng chữ H. Bàn nâng chữ H thì nó có một loại là lắp nổi và một loại lắp âm nền. Thì cái kích thước của bàn nâng chữ H đó là cái chiều dài của nó là 4m4 cộng với cái đường dẫn hai bên, mỗi cái là dài 30 phân nữa thì tổng nó là 5m. Và cái chiều rộng phủ bì của nó từ mép bên này sang đến mép bên kia là 2m1. Cái bàn nâng chữ H thứ hai đó là bàn nâng chữ H âm nền. Thì cái chiều dài của nó là 4m4 và cái chiều rộng phủ bì từ mép ngoài bên bàn bên này đến mép ngoài bàn bên kia là 2m. Một cái loại bàn nâng thứ ba đó là bàn nâng chữ Y. Thì cái bàn nâng chữ Y này cũng là bàn nâng âm nền. Cái chiều dài của nó là 4m4 và cái chiều rộng phủ bì của nó là 2m1. Và một cái loại bàn nâng cuối cùng, một loại bàn nâng mà cũng ít nhiều người sử dụng đó là bàn nâng chữ X. Thì nó cũng thuộc một loại là bàn nâng âm nền. Thì với cái bàn nâng này nó cũng có một cái nhược điểm rất là lớn, đó là cái khi mà mình cho vào để nâng cầu ấy, thì phải chỉnh rất là kỹ để xe nâng lên không bị nghiêng. Nhưng cái ưu điểm của nó lại cũng rất là tốt, đấy là có thể là rửa gầm, tẩy gầm và phủ gầm rất là dễ dàng. Thì đó là cái ưu điểm của bàn nâng chữ X. Thì trên đây là 4 loại bàn nâng, một loại, hai loại chữ H, một loại chữ Y và một loại chữ X. Các bạn khi xem video nếu như còn những vấn đề gì thắc mắc có thể gọi điện hoặc nhắn Zalo cho số hotline phía trên màn hình, hoặc các bạn cũng có thể comment hỏi của mình cùng với số điện thoại xuống dưới video của các bạn đang theo dõi để nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện lại tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn khi xem video nếu như thấy hay và hữu ích hãy nhớ bấm like và đừng quên đăng ký kênh của Taiko để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.